Liên tiếp trong 2 tuần trở lại đây, thì các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 3 bệnh nhi bị rắn độc cắn nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Và trường hợp mới đây là bé trai 3 tuổi ở Nghệ An được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu sau khi bị con rắn sọc đen trắng cắn vào tay lúc ngủ dưới nền nhà. Gia đình bệnh nhi cho biết là phát hiện bệnh nhi bị rắn cắn, gia đình đã đưa trẻ đến thầy lang gần nhà đắp thuốc lá. Khoảng 1 giờ sau thì trẻ bị sụp mi, giãn đồng tử hai bên, nói khó, liệt tứ chi, liệt cơ hô hấp tiến triển. Sau khi được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu, đặt nội khí quản, thì trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Thông qua hình ảnh con rắn do gia đình cung cấp, bác sĩ xác định trẻ bị rắn cạp nia miền Bắc cắn. Đây là một trong số loại rắn có nọc độc mạnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng nạn nhân. Bác sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh, khoa điều trị tích cực nội khoa thuộc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sĩ đã nỗ lực liên hệ bệnh viện trong nước và nước ngoài để tìm nguồn cung cấp huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia miền Bắc. Sau khi có thuốc, bệnh nhi được truyền 10 lọ huyết thanh kháng nọc rắn đa giá. Sau hơn 2 tuần điều trị tích cực, trẻ tỉnh, có nhiều nhịp tự thở, biết thực hiện các động tác theo yêu cầu, kết quả điện não đồ bình thường. Dự kiến vài ngày tới, trẻ có thể được rút máy thở.